Vâng, xin mến chào toàn thể quý vị và các bạn. Video này tôi với anh Hiệp lại báo giá một cây một số cây gọi là nho nhỏ ở góc này cho quý vị và các bạn đây, giao lưu. Đây giới thiệu với anh em, đây là cây sam trái nhá. Vâng. Quả nhiều đây chú Mạnh à. Quả đúng chín hết rồi đây này. Đây kín quả trên nóc này. Vâng. Nhiều quả lắm. Đúng là sam trái đấy ạ. Khoành cho khoành của cây này là 30 anh em nhé. Vâng. Cao khoành là 64. Rộng 60, anh em báo 9,5 triệu cây này. 9 triệu rưỡi. Đây là cây tùng xà, à tùng cối như làm theo dáng đổ này. Khoành là 9 sen này. Cao 33, tán đổ 90. Cây này báo với anh em là 2 triệu. Vâng. 2 triệu. Đây là cây sam hương. Khoành 17. Cao 48, tàn 38, giá 1 triệu anh em. Vâng. Đây là cây lộc vừng. Khoành đo chỗ này 15, cao 48, giá 1 triệu. Sung. Đây là cái sung. Sung Ngô Bình này. Đây anh em đo hoành là 43, cái đo chỗ cổ to nhất. 34. À hoành 34 à? Nhìn nhầm à? Vâng. Nhìn nhầm à? Cao 5 tạ, cao 58, rộng 45 này. Giá bà con đang báo là 3 triệu này. Đấy quý vị và các bạn alo 0399 903128 để giao lưu với cả anh Hiệp đây nhá. Cây này là cây linh sam đấy ạ. Cây hoa linh sam. Cây này thì báo anh em 1 triệu. 1 triệu ạ. Rất nhanh gọn nhẹ. Đây là cây sam hương. Đấy, tiểu cảnh sam hương đấy ạ. Cây này báo với anh em là 1,5 triệu. Vâng. 1 triệu rưỡi. Đây là tiểu cảnh cần thăng ạ. Đây cái cần thăng này. Đo cho anh em chiều cao cây cần thăng đấy nhá. Từ dưới đáy chậu này là cao 70 này. Tàn 60, cây đào anh em 1,2 triệu bao ship. 1,2 triệu bao ship. Cây này là cây gì đấy anh? Đây giới thiệu anh em, đây là cây xanh quê này. Xanh quê à? Bà con vừa chuyển đến này, vừa cắt răm giật này này. Cây rất đẹp này này. Giá bà con đang báo với anh em là cây này là 18 triệu. 18 triệu. 18 triệu đo bà con chiều cao nha. Vâng. Tàn bay là 1m4 này. Cao là 90 này. Khoảnh chỗ này thì đo đường kính cho anh em 1 này, 2 này, 3 này. Đây là cái bệ này. Bệ của nó là đường kính là 60 nhân 3 là thành 180. Khoảnh là 180. Tùng Shibaku. Đây đợt này có 23 cây thôi nhé. Nhiều rồi. Cây này thì giới thiệu với anh em là 2 triệu một cây. 2 triệu một cây. Đấy, anh em mua về anh em tạo tác tùy anh em. Cây này thì giới thiệu anh em là cây găng tu hú. Cây găng à? Vâng, cây găng quý vị ạ. Hoành 50, cao 90, tàn 1m, cây này báo anh em là 7 triệu. 7 triệu. Cây này nó bị rỗng trong có ảnh hưởng gì không anh? Không ạ. Rắn nhỉ? 7 triệu quý vị. Cây này khách chốt rồi. Ừ, cây hai giấy bị bán mất rồi. Đẹp. Tùng La Hán đúng không anh? Vẫn cứ cắt 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 kiểu Nam Định. Đến đâu rồi bác? Ôi, thế là ông chỉ cho tôi chặt, tôi đi từ chỉ nhìn từ cái chỗ tượng đài đảm đa phụ nữ đảm đa có 4 cây mà tôi đi từ đấy là đi theo đường bê tông à, đường nhựa. Bác đi đường đường nhựa đúng không? Không, đi đường nhựa đúng rồi. Sao không định vị đi, bây giờ định vị hỏi hợp tác xã Thăng Long ở đâu người ta biết mà. Tài xế không bảo taxi không bảo đánh định vị nên. Bây giờ mà nhìn đây thôi, đang xuống Thọ An kìa mà. Ờ đến Thọ An đi, hỏi vào bên phà Thọ An đi. Bao nhiêu ra đang chỉ 3 cây nữa cơ. Ờ thì đi vào đi, cứ thế thôi. Dạ thôi chứ. Giờ có định vị rồi mà hỏi chán thế. Cây này đang báo anh em là 10 triệu. Hoành là 33. Tàn bay là 90.
Ok anh. 10 triệu. Cây xanh làm móng này. Cái này đợt trước hút hết nước giờ lại đổ vào anh. Ừ, lại đổ vào. Hoành là 29. Hoành 29. Chiều cao từ miệng chậu lên là 80. Vâng. Tàn đổ là 90. Cây này báo với anh em là 15 triệu. 15 triệu nha quý vị nhá. Cây hoa sứ. Cây hoa sứ báo với anh em là 1 triệu rưỡi. 1,5 triệu ạ. Cây mẫu đơn này báo với anh em là 15 triệu. Cây hoa mẫu đơn, cây này lượt này rực rỡ quá anh Hiệp ạ. Quá đẹp. Cây này phải dùng cẩu phải làm được anh em. 15 triệu anh. 15 triệu. Đây, cây này có thể tàn nó thể tàn nó 1m6. Vâng. Tàn vuông 1m6. Cây này đợt này hoa nhìn thích thật. 15 triệu anh em nhé. Mấy tháng nay rồi hoa nó cứ như này thôi. Xanh quê. Đây cái xanh quê. Mảnh đời còn lại trông chán đời không? Cái này bán anh em 4 triệu. 4 triệu thôi quý vị ạ. Bài biểu hiện là sự bất khuất và hiên ngang đứng giữa trời đất, nhìn dù còn một hơi thở cuối cùng cũng phải chiến đấu, cũng phải sống. Sống để cho đời sau học hỏi học tập. Đúng anh. Đấy. 4 triệu. 4 triệu bạc. Cái loại này là loại gì đây anh? Không, không bán loại để chơi. Nhưng đây. Mà nó là cây gì? Cây hoa trà. Trà gì đây? Ừ. Họ nhà trà đấy, chúng đừng về trà lên mạng. Trà. Ai mà biết được, chả nói thì có ai biết được. Để nó bí mật, bí cái gì phô hết. Đây là cây tùng cối anh em nhé. Cây tùng này có dáng đổ rất đẹp này. Đo anh em cái hoành chỗ này này. Chỗ này là được 14 cm này. Vâng. Chiều cao đây nên là được 35 cm này. Tán đổ xuống của nó là 1m1. Cây này anh em có thể nằm nũa theo phong cách Nhật Bản nữa thay này. Rồi thì thời gian Trần Hiệp cũng sẽ làm này. Cây này đang anh em đang báo là 6 triệu. 6 triệu. 6 triệu. 6 triệu. Quý vị alo Trần Hiệp 0399903128. Tiếp là cây tùng La Hán. Cây tùng La Hán đây, cái gốc này anh em phải suy nghĩ đo cho anh em nhé. Vâng. Dáng trực bất khuất. Cái gốc này nó được hành được 48. Cao 80. Cây này năm nay về làm lũa theo phong cách cũng rất đẹp. Làm lũa. Rộng 1m1. Lũa phong cách rất đẹp. Cái này báo anh em là 4 triệu. 4 triệu ạ. Cây bệ à. Thần như thế này em ạ. 4 triệu. Quý vị alo anh Hiệp. Còn rất nhiều đây quý vị ạ. Đây cái tùng này. Đây tùng La Hán nhé. Tùng này để anh em có hồ cá coi trồng thì nó hợp hơn này. Nó cái dáng tay xà. Ừ. Hợp lý đấy anh ạ. Hoành là 20. Vâng. Cao 90. Tàn 1m7. Cái này em báo anh em là 6 triệu. 6 triệu. Hơi khô anh ạ. Tưới thêm nước vào nhé. Rồi để đấy bà con sẽ tưới. Đây tùng kim cương này này. Bây giờ anh em thích cái loại này lắm nhưng mà sau đợt này về hơi ít anh ạ. Tùng kim cương này có 3 cây nhé. Tùng kim cương giống này. 3 cây này mà là 1,5 triệu một chậu ấy. Vâng. Cây dưới này. À cây này bán rồi. Ừ. Cây đề. Đề trắng. 400. Hoa giấy bán rồi. Cây hoa giấy bán rồi. Cây vọng cách này. Vọng cách. 3 triệu. Đo anh em cái hoành nhá. Một hoành đại diện cho cây này hai thân này. Hoành 20. Cao 34. Rộng 60. Đấy hai thân nhá quý vị nhá. Cây 3 triệu. Rồi. Đây là cây hồng ngọc mai nhưng mà chưa ra hoa này, chắc đang đợi này. Cây này là báo anh em là 300 này. Cây này cũng 300 này. Hai cây, một cây 300k. Cây này 500 này. Đây 500k hồng ngọc mai nhá quý vị nhá. Cây đào thất thốn này, đào cổ này còn duy nhất có vài cây nữa này. Hoành được 13 này. Cao 30 này. Tàn 40 này. Cây này 2 triệu này. Đây là cây hoa giấy Mỹ này, à cây hoa giấy tím Huế này. Hoành 20 này. Cao 40 này. Cây này 1,2 triệu này.
Cây này báo với anh em là 800 này. Làm quả gió lùa. 800 này. 500 này. 500 này. 500 này. 500 này. Đồng giá 500. Đấy, cây này đẹp hết đấy. Xanh quê đây anh em nhé. Vâng. 1 triệu này. Cây này thiếu bệ thôi. 1 triệu này. Xanh điền này. 300 này. 300. Đợi tí nhà đang có việc. Alo. Đấy, chúng ta ba lên đây, bác dè tay bác dè tay trái lên. Nhìn thấy cái biển đấy ở đây. Ở đây có cái biển, vâng. Biển chỉ dẫn đấy. Vâng. Bác có hỏi đi bên vào phân đi, có mấy trăm mét đó thôi, hỏi lên đi. Dè tay trái. Chân D có cái biển đấy, ở chân D có biển hợp tác xã Thăng Long đấy. Dè tay trái trong có cái biển hợp tác xã Thăng Long ở ngay chân D đấy nhá. Định vị ra là về gõ là hợp tác xã Thăng Long là nó chỉ đến rồi. Cây này mấy trăm anh? Cây này 1 triệu rưỡi à? 1 triệu rưỡi. Cây trang vàng này. Cây trang vàng là 3 triệu rưỡi. Trang vàng 3 triệu rưỡi. Cây này cũng 1 triệu này, 2 cây. 1 triệu. Ok anh. Cây này 500. Sam hương đấy ạ. Rồi, có khi đây, nốt 3 cây này rồi là xin phép dừng video. Anh đang bận một tí cái. Cây này là 1 triệu. Ok. Cây này 1 triệu rưỡi. Cây này 500. 500. Ok. Cây này 500. Đây, một lô mai chiếu thủy 500k. PC là 3 triệu. 3 triệu anh? Cây này là 2 triệu rưỡi. Cây này là cái sam hạt gạo đúng không? 2,5 triệu. Rồi, tạm nghỉ đi. Rồi. Tạm nghỉ, tí nữa nghỉ, tí giải lao.